Từ giữa tháng 9 đến nay, huyện Tiên Lữ tăng cường giải tỏa cũng như vận động các hộ dân tự nguyện tháo dỡ các vi phạm trên đất nông nghiệp, hành lang đê. Đến nay, toàn huyện Tiên Lữ đã giải tỏa được tổng số 15 trường hợp vi phạm kế hoạch 93A, trong đó xã Đức Thắng nhiều nhất 9 trường hợp, xã Dị Chế 3 trường hợp, các xã Hưng Đạo, Ngô Quyền, Thụy Lôi mỗi xã 1 trường hợp. Hầu hết đều là những vi phạm mới như xây nhà ở, chuồng trại hay vi phạm hành lang đê điều. Từ khi huyện Tiên Lữ quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện xử lý các vi phạm 93A, các xã thị trấn đều đã xây dựng xong kế hoạch, đang tiếp tục rà soát hồ sơ, phân loại chi tiết các trường hợp để thực hiện. Các địa phương cũng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động tới nhân dân, khuyến khích tự nguyện tháo dỡ, sẽ kiên quyết xử lý dứt điểm các vi phạm để đảm bảo hoàn thành mục tiêu xử lý 80% các trường hợp vi phạm cũ, khoảng 40 trường hợp xây nhà tạm và 100% các vi phạm mới.